quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Huỳnh à, thì các bạn có thấy không, mình đang đứng gần tòa nhà Landmark chứ mình không có ở ngay tòa nhà Landmark. À, hôm nay thì mình được bạn mình dẫn đi giải ngố đi ăn bò pizza. Đây là bạn Trí. Sĩ, đây là Sĩ. Đây là Cú Đinh, đó, đó. Đó thì hôm nay mình sẽ đi ăn món bò mà bạn mình nói là rất là ngon ở Sài Gòn. Thì mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình nha. Hay mình sẽ quay mọi người xem cái chỗ mình sắp chở nè. Chỗ nở là The Manor, thì cái chung cư này đã xây rất là lâu rồi. Còn cái kia, cái Landmark đó, cái Landmark là nó mới xây đó, nổi tiếng ở Sài Gòn luôn nè đó. Nếu mà ai mà muốn đi du lịch á, mà muốn ở chỗ đây thì cũng ở đây cũng khá là ok. Còn ở Vinhome á thì nó hơi xa đó. Lê Ngô Cát nè, 16 lời đó, là cái quán này luôn rồi. Ồ, quán to quá nè mọi người ơi, thấp hình tiếp nè. Ồ, trễ vậy rồi chị đưa hả? Có đồ nhanh vậy rồi. Quán ngày hôm nay đây thì mình đi vô bên ăn bò à, thấy xịn nè, thấy anh thấy là mình thấy mình xịn rồi đó. Hôm nay là anh dẫn mấy anh em đi ăn. Chi chi chi. Thì bây giờ thì mình sẽ review cái ghế cho các bạn xem. Đó. Thì nãy mình chọn cái loại là thăn ngọi là 200 gram là 245k. Còn nếu mà đầu thăn ngọi là 265, nó rất là nhiều mức giá. Và mức giá cao nhất ở đây là như là 1,2 triệu mọi người. Thì nếu lâu lâu dẫn bạn gái đi ăn thì vẫn rất ok. Hôm nay mình bạn mình dẫn mình đi ăn à, giá nước thì khoảng 800, wine 800, rồi nếu mà nước ngọt thì dao động khoảng 50. Cái này ai mà muốn ghi điểm với bạn gái thì cứ một phát là dính đó mọi người, nghĩ là một phát là dính ngay đó nha, không chạy được đâu. Đó, thì cái địa chỉ này có hai cái địa chỉ, một cái là 16 Lê Ngô Cát, một cái là 32 Bình Chi. À, thì các bạn nếu mà thích thì cứ trải nghiệm như thế nào. Đây mọi người, đây món hôm nay của mình đây nha, to bằng bàn tay, hai ngón tay của mình. Đây, đây là chính vừa. À, đây là chính hơi kiểu xíu thì nó hơi dịp chút xíu. Hút hết nước rồi. Của Ninh là chính vừa luôn. Hơi đỏ. Của Sĩ là chính vừa luôn. Nhưng mà cái này đỏ hơn. Đỏ chậm. Cái miếng của tôi là nhìn lợt nhất luôn. Tôi cũng không biết tại sao luôn mọi người. Mà thôi mình ăn đi. Nó có rác cái gì ở đây. Rác này lấy gì vậy? Kiểu nhiều khi không coi đâu, có người thì tăng được view cho vui thôi. Quá mệt. Rất là giống với bà ở Mỹ mình ăn. Đúng rồi. Chúng ta cần sáng kiến. Ờ, cái đấy. Đây số tiêu này nha. Cái chày nha. Cái chày á. Không biết cái chày còn ở. Cái chày đại. Cái chày cái đĩa. Đó.
khác bữa đặt đi. Tổng thiệt hại của ngày hôm nay 1.35.000. Nhớ nha mọi người, 4 người 1.35.000, dẫn gái đi là 1.000.000. Đây, đây là quán mình mới vừa ăn đây. Thì các bạn có thể tới cái địa chỉ mà hồi nãy mình quay á. Bây giờ là mình bây giờ mình đã ăn xong rồi. Nên mình đi về. Đứng làm cảnh thôi, không có thẻ là từ chỗ khác. Nói ngoài ha. Đây trong cái tòa nhà Landmark này nó có cái chân hãng Lambo này lại bên lề bên kia. Wow, ok, đẹp. Thì hôm nay thì mình đi bộn quẩn á, mình đi vòng vòng chơi, mình đi shopping. Thì cuối cùng thì mình chọn nhưng mà bạn mình trả tiền. Bảo là như video bạn thấy không? Đây là hôm nay mình mua được 4 cái áo. Vậy mình mua cái áo nhóm cho mua áo nhóm là bạn cái đám bạn mình là có 4 đứa thân. Bây giờ mình đi ra ngoài mình đi vòng vòng chơi. Vòng vòng xong đi bộ về luôn. Đây. À, người dân khi mà mình khoảng 1 năm rưỡi trước á. Khi mà mình tới đây để mình chụp những cái căn hộ rồi mình làm trong quá trình nó hoàn thành á, tiến độ thì mình đã có qua đây để mình chụp. Thì sau 1 năm mình trở lại thì nó quá khác biệt. Đây, rất là đẹp. Tòa nhà là cao gọi là ngước lên mà rất mũ á. Đúng kiểu cao. Mọi người thì khi mà một cái khu mà nó mới xây như là ở Vinhome này á, thì mọi người tới đây chơi rất là nhiều. Giống như là lúc xưa là có quận 7 đó, thì hôm nay 2019 là có quận 2 đó, rất ok, rất là đẹp. Mình rất là phục luôn á mọi người. Thì không khí Sài Gòn thì cũng đang là nó nóng, cái gió hơi nóng nhưng mà nếu mà vào mùa mát á, thì nó rất là mát. Bây giờ mình đã về tới nhà rồi mọi người. Thì ngày hôm nay thì đi cũng khá là nhiều nơi. Và mình đã được đi tới Landmark để mình coi thử cái chỗ khu Vinhome như thế nào. Và nó rất là đẹp. Và trong tương lai thì mình sẽ đi tới lại. Và có thể là mình sẽ lên tầng 81. Và cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ những video của mình. Và các bạn hãy nhớ like và subscribe cho mình nhé. Để cho mình có thêm những động lực mình làm thêm những điều mới nữa. Và cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Chào mọi người, bye.